Top 5 nhược điểm của chó Rottweiler. Thứ nhất là nhược điểm về ngoại hình. Chó Rottweiler là giống chó có ngoại hình to lớn. Và chính vì cái ngoại hình to lớn cho nên là nó cần một cái không gian rất là rộng. Đây nó là một nhược điểm của chó Rottweiler mà rất nhiều người không thể nào mà nuôi được cái giống chó này dù rất thích, bởi không gian chật hẹp, đặc biệt là các cái khu vực đô thị. Rất nhiều người là muốn nuôi, có điều kiện nuôi nhưng mà không có không gian, cho nên là cũng không có nuôi được cái giống chó này. Nhược điểm thứ hai, với cái ngoại hình to lớn của một con chó Rottweiler thì cái việc nuôi ăn của cái giống chó này rất là tốn kém. Nuôi một con Rottweiler trưởng thành nó tương đương với lại nuôi một đứa trẻ về ăn uống. Để nuôi tốt một con Rottweiler trưởng thành thì ở Việt Nam sẽ tốn khoảng 2 đến 3 triệu một tháng cho một con chó Rottweiler trưởng thành. Nhược điểm thứ ba là tiền mua chó, mua con giống cao. Thì chính bởi vì là cái nuôi chó Rottweiler nó rất là kén người nuôi, cần cái không gian rộng và cái tiền ăn uống nó tốn kém, cho nên là cái tiền con giống của chó Rottweiler nó cũng cao so với các giống chó khác. Ngoài ra thì do hai cái nhược điểm còn lại của chó Rottweiler cũng làm cho cái con giống của cái giống chó này nó có cái giá tiền cao. Thì chó con Rottweiler ở trên thế giới là thuộc vào top các cái giống chó đắt tiền. Giá một con chó con Rottweiler ở trên thế giới trung bình thì những con chó mang tính chất chuyên nghiệp gây giống, giá nó sẽ dao động loanh quanh ở mức 2.000 đến 3.000 euro, tức là tương đương với mức 70 đến 90 triệu một con chó con. Và với những cái con chó Rottweiler để mang tính chất là nuôi làm bạn trong nhà thì cái mức giá của một con chó con nó thường dao động ở mức 1.000 cho đến 1.500 euro. Nó sẽ tương đương với mức khoảng 30 đến 40 triệu tiền Việt Nam. Ở châu Âu và các nước phát triển, châu Âu, châu Mỹ thì người ta thấy một người nuôi chó Rottweiler thì người ta sẽ hiểu đấy là một người khá giả hoặc là giàu có. Nhược điểm thứ tư là nhược điểm về sức khỏe. Thì chó Rottweiler là một giống chó to, cũng như là các cái giống chó to khác thì cái giai đoạn phát triển của giống chó này nó lớn rất nhanh. Và bất kỳ giống chó nào mà lớn nhanh thì cái nguy cơ nhiễm bệnh của nó càng cao. Thì ở Rottweiler, chó con khá yếu. Khi con chó nó trưởng thành thì nó rất là khỏe, nhưng ở cái giai đoạn đang tuổi lớn thì chó con giống Rottweiler cũng như là các cái giống chó khổng lồ khác đều có cái nhược điểm là dễ mắc bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm và các bệnh về đường tiêu hóa. Các bệnh truyền nhiễm thì nó dễ mắc phải cái bệnh Carré và bệnh Pavo, là hai cái giống bệnh mà phổ biến ở cái khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam và một số nước châu Mỹ. Thì vì cái con chó Rottweiler nó lớn rất nhanh, nó ăn rất nhiều, cho nên là một cái bệnh mà thường gặp ở cái giống chó này trong cái giai đoạn con chó nó lớn lên nữa là cái bệnh rối loạn đường tiêu hóa, có thể là tiêu chảy. Thì cái tỷ lệ mà con chó con mắc cái bệnh truyền nhiễm
Carrier Pavo, thì cái tỷ lệ tử vong của nó rất là cao. Không riêng gì chó Rottweiler mà tất cả các giống chó khổng lồ, thể hình con chó càng to thì khi mắc cái bệnh này cái tỷ lệ sống sót nó càng thấp. Nhược điểm thứ năm, chó Rottweiler là một cái giống chó có cái mũi khá ngắn, cũng như các cái giống chó mõm ngắn khác thì chó Rottweiler sẽ dễ bị các cái bệnh về đường hô hấp. Đây là cái đặc điểm chung của tất cả các cái giống chó mà có cái mũi ngắn thì đều rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bệnh thường thấy ở chó Rottweiler là viêm phổi hay là ho. Thì các bệnh về đường hô hấp với chó Rottweiler thì nó mắc dễ mắc cả khi con chó nó còn nhỏ và con chó nó trưởng thành đều dễ mắc. Tuy nhiên thì ở con chó trưởng thành, cái việc mà mắc các cái bệnh về đường hô hấp này nó không nguy hiểm đến tính mạng của con chó. Nhưng ở giai đoạn con chó lớn lên, con chó con thì cái việc mà mắc các cái đường bệnh về đường hô hấp như là viêm phổi mà nếu chúng ta không phát hiện kịp thời thì tỷ lệ tử vong cũng khá cao. Bởi vì con chó nó lớn nhanh, nó lớn rất nhanh, nó cần một cái nguồn năng lượng rất lớn. Nếu mà chúng ta để con chó nó bị viêm phổi đến mức mà nó bỏ ăn thì con chó càng non, tức là càng nhỏ thì cái tỷ lệ tử vong của nó càng cao, bởi vì cơ thể nó không có năng lượng dự trữ, khi nó không ăn được thì nó sẽ gây suy nhược. Và khi nó bị viêm phổi thì cái việc thở nó cũng khó khăn mà nó ảnh hưởng đến tất cả các cái bộ phận khác. Và ăn vào thì lại dễ gây nôn, bởi vì là nó chèn phổi, con chó phổi nó đã đang thì khó thở rồi. Cái việc nó ăn vào dạ dày nó chèn phổi nó lại gây thêm cái sự khó khăn cho cái hô hấp của con chó. Và chúng ta thường thấy là nếu mà những cái con chó con mà nó bị viêm phổi thì thường là nó kèm theo cái triệu chứng bỏ ăn hoặc là ăn sẽ bị nôn. Còn với chó to thì cái tỷ lệ tử vong khi mà bị các cái bệnh về đường hô hấp là thấp, bởi vì con chó to nó có cái năng lượng dự trữ ở trong cơ thể, nó có thể bỏ ăn vài ngày nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến con chó. Thì trên đây là năm cái nhược điểm của giống chó Rottweiler mà bản thân trại chó Gervie đã trải nghiệm, là cái người nuôi chó nhiều năm. Thì muốn lưu ý với mọi người, để mà các bạn mà có yêu thích cái giống chó này thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc trước khi chúng ta đón một con chó về. Và chúng ta cũng lưu ý để trong cái quá trình chăm sóc cái con chó của chúng ta, hạn chế cái rủi ro tử vong ở cái giai đoạn mà con chó nó còn non. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi các video của trại chó Gervie. Thank you.